Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Giá lợn hơi giảm hiện ở mức từ 63 đến 67.000 đồng 1 kg. đa dạng hóa kênh tiêu thụ sản phẩm ô cốp theo hướng hiện đại bền vững. Sau đây là một số thông tin về tài chính thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm 2024, Bộ Công Thương sẽ triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Bộ Công Thương đã có quyết định về tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung quốc gia năm 2024, Việt Nam Grand Sale 2024. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nhiều hoạt động khuyến mãi để thu hút người tiêu dùng mua sắm sản phẩm, đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Thông qua kích cầu tiêu dùng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, mà còn giúp duy trì sự cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp, đồng thời giám sát tính minh bạch trong các chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 9 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện sơ bộ đạt 79 tỷ đô la Mỹ và dự báo là mặt hàng đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị nhập khẩu 100 tỷ đô la Mỹ. Trị giá nhập khẩu của nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện chiếm tới 28,4% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng mạnh 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng có giá trị nhập khẩu dẫn đầu. Tuy nhiên theo các chuyên gia, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện Việt Nam vẫn đang dừng ở giai đoạn đầu trong chuỗi sản xuất sản phẩm điện tử và phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam chưa hướng mạnh vào chế biến sâu, tỷ trọng sản phẩm chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao còn thấp năng lực các doanh nghiệp nội địa trong ngành vẫn còn hạn chế, chất lượng mẫu mã sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thị trường. Hai tuần nay, giá lợn hơi trên địa bàn cả nước đều giảm nhanh, hiện đang giao động từ 63.000 đến 67.000 đồng 1 kg. Tại khu vực phía Nam, giá lợn hơi giao động trong khoảng từ 63.000 đến 65.000 đồng 1 kg. Khu vực phía Bắc giao dịch trong khoảng từ 66.000 đến 67.000 đồng 1 kg thị trường miền Trung Tây Nguyên từ 64.000 đến 66.000 đồng một kg. Nguyên nhân chính khiến giá lợn hơi giảm là do nguồn cung trong nước tăng lên. Nguồn thịt nhập khẩu cũng khá dồi dào khiến giá lợn trong nước chịu áp lực phải giảm. Dự báo từ đây đến Tết, nguồn cung tiếp tục được cải thiện nên giá lợn hơi sẽ khó tăng cao trở lại như trước đây. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ giảm 14 đồng, hiện ở mức 24.161 đồng. Đây là mức cao nhất trong 10 tuần qua. Hiện tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la Mỹ được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại giao động từ 23.400 đến 25.450 đồng một đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ đã chạm mức cao nhất trong 10 tuần qua cho thấy nền kinh tế đang chậm lại, phù hợp với kỳ vọng của cục dự trữ liên bang sẽ cắt giảm lãi suất ở mức vừa phải. Trên thế giới, chỉ số đô la Mỹ thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính tăng lên 103,36, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 8. Lần gần nhất, chỉ số này tăng 0,2% lên 103,23, trong khi đồng euro giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tuần qua. Sau 2 tuần mở bán, tổng số vé tàu Tết đã bán là hơn 62.000 vé, hiện vé tàu ở giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán vẫn còn nhiều. Tết năm 2025 sẽ có 388 chuyến tàu với 167.000 chỗ giảm 38.000 chỗ so với năm 2024. Vé được bán tại các website nhà ga, đại lý bán vé, app bán vé tàu, tổng đài bán vé và các kênh bán vé khác hợp tác với đường này, ngành đường sắt. Năm nay, ngành đường sắt không bán ghế phụ và cải tạo 11 toa ghế ngồi thành toa giường nằm, giảm số chuyến và số lượng chỗ so với năm trước. Được biết, từ ngày 1 tháng 10, ngành đường sắt đã ngưng tính năng mua vé giữ chỗ trả tiền sau khi hành khách mua vé online. Thay vào đó, hành khách phải thanh toán ngay khi đặt vé để tránh tình trạng giữ chỗ ảo. Giá vé tàu Tết năm 2025 tăng từ 4% đến 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tùy theo từng hành trình và loại tàu. Theo dự báo của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản có thể sẽ khởi sắc hơn trong thời kỳ cuối năm. Thị trường bất động sản Việt Nam quý 3 nói riêng và 9 tháng đầu năm 2024 đã cho thấy sự phục hồi tích cực sau giai đoạn khó khăn nhờ sự ổn định của nền kinh tế và các chính sách hỗ trợ của chính phủ. Luật nhà ở năm 2023, Luật kinh doanh bất động sản năm 2023 và Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường và mở ra chu kỳ mới theo hướng an toàn lành mạnh bền vững hơn. Thị trường bất động sản được nhận định sẽ khởi sắc trong thời gian cuối năm khi hành lang pháp lý mới chính thức đi vào cuộc sống, khi các chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án. Đặc biệt, nguồn cung nhà ở sẽ tiếp tục được thúc đẩy, tạo động lực dẫn sắc cho thị trường trong chu kỳ mới. Thưa quý vị các bạn, ngoài phương thức bán hàng truyền thống, sau khi đạt chuẩn ô cốp, các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đa dạng hóa các kênh bán hàng, từ đó giúp quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ theo hướng hiện đại và bền vững. Bắt kịp xu hướng thị trường, đến nay đã có 219 sản phẩm ô cốp của Thanh Hóa được đưa lên các sàn giao dịch điện tử như Postmark, Nông sản An toàn, Vò Sò, Shopee. Và 100% sản phẩm đưa lên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok. Các sản phẩm đều có truy xuất nguồn gốc, chứng minh tiêu chuẩn, chất lượng nên được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Đây được xem là kênh bán hàng khá hiệu quả, bền vững với sản lượng tiêu thụ chiếm từ 40 đến 50%. Năm qua thì chúng tôi đã quảng bá sản phẩm trên các cái nền tảng số và đã đưa ra được các cái sản phẩm đưa ra thị trường cái cái lượng tiếp cận lượng khách hàng ngày càng lớn và chúng tôi mỗi một năm thì cũng cung cấp cái lượng sản phẩm đưa ra thị trường trên các cái nền tảng số chiếm 60% cái, cái 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 doanh thu doanh thu hàng năm của đơn vị. Cơ sở chúng tôi cũng đang đẩy mạnh cái bán hàng này trên các cái nền tảng xã hội như là Facebook, Zalo, rồi TikTok sản lượng từ khi chúng tôi đã góp vào bán trên các nền tảng thì cũng đang tăng dần trong cái, có những tháng là chúng tôi bán được một tấn hơn một tấn cái sản phẩm xúc xích trong đó có, trên cái nền tảng xã hội thì cơ sở chúng tôi cũng bán được khoảng tầm 40% cùng với đưa sản phẩm ô cốp lên các sàn giao dịch điện tử, một trong những kênh bán hàng đã và đang được các đơn vị quan tâm thực hiện, đó là xây dựng cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp. Hiện toàn tỉnh có 16 điểm cửa hàng trưng bày giới thiệu, bán sản phẩm ô cốp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và hàng chục điểm khác do các chủ thể doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư tại nơi sản xuất. Các cửa hàng đều bày bán các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn ô cốp tỉnh Thanh Hóa từ 3 sao trở lên, như nông sản, thực phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, các chủ thể ô cốp trong tỉnh cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Thông qua các chương trình này đã tạo điều kiện cho các đơn vị có cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Từ cái hội trợ này là chúng tôi đã kết nối được với các doanh nghiệp khác cũng như phát triển thị trường và đã làm tốt trong cái vấn đề này để đưa doanh nghiệp ngày một phát triển cũng như mang lại doanh thu cho doanh nghiệp trong thời gian tới. Thông qua những cái hội trợ này thì doanh thu của chúng tôi sẽ được nâng lên rõ rệt, tại vì là khi người này mua cảm thấy về ăn thì ngon hơn thì người ta sẽ giới thiệu tới đông đảo bạn bè của của họ, thành ra là mỗi lần hỗ trợ xong thì chúng tôi sẽ được được bán được thêm rất là nhiều. Từ lâu nay chúng tôi chỉ bán sản phẩm trong tỉnh thì đến giờ chúng tôi đã bán được tất cả các tỉnh của cả nước, ví dụ như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương rồi các tỉnh lân cận. Việc đa dạng hóa các kênh bán hàng đã góp phần tích cực quảng bá, đưa sản phẩm ô cốp đến gần hơn với người tiêu dùng, gia tăng giá trị kinh tế cho sản phẩm. Theo thống kê của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, nhờ đa dạng hóa kênh bán hàng, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm ô cốp mỗi năm tăng từ 30 đến 40% so với năm trước. Bản tin tài chính thị trường xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.